Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 36 Phẩm 14 Nhật Tạng Phần 2 Đà La Ni. Khi ấy, cách 42 hàng hà sa quả Phật về phương Tây, có cõi nước Kiên Cố Tràng, Đức Phật nơi thế giới ấy hiệu Trí Đức Phong Vương, là Đấng Như Lai ứng cúng, đủ 10 tôn hiệu đang thuyết pháp cho chúng sinh nằm ô trượt. Bồ Tát Viêm Đức Tạng đang nghe pháp, chợt nhìn lên hư không, thấy có vô số A Tăng Kỳ Bồ Tát từ phương Tây đi về phương Đông. Lại thấy ở phương Đông có ánh sáng lớn, liền bạch Phật: Thế Tôn, vì sao có việc như vậy? Phật nói: Thiện Nam, cách đây 42 hằng hà sa có Phật về phương Đông, có cõi Ta Bà. Đức Phật ở thế giới ấy tên là Thích Ca, đang giảng pháp ba thừa cho chúng sinh năm thứ ô trượt, để chánh pháp trường tồn, pháp hạnh không đoạn, trừ diệt cõi ma, dẫn cờ phương chánh pháp. Chư Phật mười phương đã đến thế giới Ta Bà, nói Đà La Ni bảo tràng: Đức Thích Ca đang giảng dẹp bốn trí vô ngại, ba giải thoát, phạm hạnh thanh tịnh cho vô số Bồ Tát. Thanh văn: Chúng sinh nơi cõi Ta Bà từ mặt đất đến hư không đều lắng tâm nghe pháp. Thiện Nam, ông hãy thay ta đến Ta Bà thăm hỏi Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đang giảng pháp Nhật Tạng để trừ cõi rồng ác, pháp đó tên Viêm Phẩm, diệt hết nghiệp ác của chúng sinh. Thiện Nam, ta trao Đà La Ni vô nguyện thuận, ông hãy mang đến thế giới Ta Bà. Đà La Ni này có oai lực và công đức lớn, trừ hết tham dục ba cõi, kiêu mạn vô minh, đặt gánh khổ xuống, đạt tận trí vô sinh trí cho đến đạo quả Bồ Đề vô thượng. Đức Phật liền nói: Chú Đá Địa Tha, Sana Xá Bà, Samana Xá Bà, A Bà So Xá Bà, Trước Xô Xá Bà, Thô Lô Đa La Xá Bà, Già Nỗ Xá Bà, Tập Bà Xá Bà, Ca Gia Xá Bà, Mana Xá Bà, Xoa Bà Tỳ Đà, Khảm Xô Tác Lợi Di Tỷ Xoa Bà, Thô Lô Đa La A Bà Xoa Bà, Già La Nỗ Đế Xà Xoa Bà, Thị Bà Bà Dụ Xoa Bà, Ca Gia Thiên Lama Xoa Bà, Mana Ô Xà Xoa Bà, A Lư Ca Nhược Na Xoa Bà, Tỳ Xà Tăng Yết A Xoa Bà, Am Câu La Khư Già Xoa Bà, Ma Lũ Tất Giả Tỷ Gia Xoa Bà, Xá Ma Ca Xà Xoa Bà, Xoa Gia La Ta Xoa Bà, Thiên Đa Tỷ Gia Bà Xoa Bà, Na Đô Na, Ni Na Đô Na, A Bà Ni Na Đô Na, Na Gia Ba Na Ni Di Na Đô Na, Y Sa Y Bà Đô Độ Khư Tả Ta Ha. Thị Nam, ông hãy đem Đà La Ni này đến thế giới Ta Bà. Thầy ta nói: Đức Phật Trí Phong Vương có lời hỏi thăm Đức Thích Ca Mâu Ni, đi đứng có an ổn không, thuyết pháp có thuận lợi không, chúng sinh sâu ác có chịu nghe pháp Nhật Tạng diệt trừ cõi rồng ác không? Bồ Tát Viêm Đức Tạng thưa: Thế Tôn, con đã tọa trì Đà La Ni nhưng còn lo sợ. Vì sao? Con từng nghe Phật dạy cõi đó đầy dãy năm ác, chúng sinh luôn bị khổ não bức bách, đầy tham sân si tà kiến, chấp trước nữ sắc, chỉ trong phút chốc đã tạo tội địa ngục A Tỳ. Thiện Nam, ông đã chẳng từng đến cõi Ta Bà, suốt 21 ngày hóa thân là chim cánh vàng, làm kinh sợ 64 vực vạn ức loài rồng ở biển lớn. Vì thế loài rồng đều tỏ tam quy, kể cả thành tựu quả Bồ Đề vô thượng đó sao? Bồ Tát Viêm Đức Tạng thưa: Đúng thế, Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy. Phật Trí Đức Không Vương lại nói: Thiện Nam, ông đã chẳng từng đến các nơi chốn hạn hán của cõi Ta Bà, suốt 7 ngày hóa làm rồng đầu voi ngựa, đầu ngựa làm cho loài rồng ở đó kinh sợ, bay lên hư không tuôn mưa cam lồ đó sao? Đúng vậy, thưa Thế Tôn. Thiện Nam, với loài rồng ác ấy ông hãy còn không sợ. Hơn nữa, ông đã từng phát nguyện ở bất cứ nơi nào đều luôn tạo lợi ích cho chúng sinh, cho mọi loài, vì sao hôm nay ông lại lo sợ? Ông hãy nghe lời ta mà đến đó. Thiện Nam, ta sẽ trao cho ông Đà La Ni trí tuệ y chỉ đại tội ký, ông sẽ không còn lo sợ nữa. Bồ Tát Viêm Đức Tạng thưa: Thế Tôn, ví như người ngồi trên đụng cát, hốt cát chơi nhưng không ngờ lại được báu vật, người ấy rất vui vẻ, cứ tiếp tục làm nên có nhiều báu vật. Con cũng thế, càng hỏi Đức Như Lai càng được pháp bảo vô giá. Con cũng muốn giáo hóa chúng sinh, xin Như Lai trao ấn pháp. Nhờ sức thần của Như Lai và ấn pháp sẽ có thể giáo hóa tất cả chúng sinh.
Đức Phật liền nói chú: Đát Địa Ta Sang Đề La Na Sà Ma Ta Mạc Tha Na Sà Ma A Bạc Sà Na Sà Ma Sa Lăng Lăng Dạ Sà Ma Tăng Du Dạ Sà Ma Bạc Đà Na Sà Ma Ta Ma Tị Sà Ma Sà Ma Bà Đà Na Sà Ma Ta Ma Yết Nham Ma Sà Ma Ác Tị Đà Sà Ma Gia Bà Sà La Ma La Nổ Sà Ma Gia Bà Tát Bà Ma Đô Sà Sà Ma Gia Bà Tát Ba Đát Lợi Đà Đô Tam Tư Yết Lợi Đa Sà Ma A La Ba La Sà Na. Thì nam chúng sinh nào nghe được đại lời này sẽ trừ hết mọi kiết sử của ba cõi, tiêu diệt tội sinh tử trong hằng hạ xa số kiếp, không còn chịu quả ba nghiệp thân khẩu ý của năm loài trong quá khứ, tất cả các khổ bốn đại suy yếu, không tu được căn lành, tài vật yêu thích lại cầu không được, xa lìa người yêu thương, gặp kẻ oán giặc, thân thọ các khổ, tâm loạn, không thích tu tập căn lành, thích làm ác đều được tiêu trừ. Thì nam chúng sinh nào nghe đạt lên đây này, suốt 7 ngày đêm chuyên tâm tu tập sẽ diệt trừ tất cả tội lỗi, ngoài trừ 5 tội nghịch hủy bán chánh pháp, thánh hiền, phạm 4 giới trọng thì phải chịu tội vì ngoài sức của Đạt La Ni. Thì nam chúng sinh nào không có 4 tội trên, thích tu căn lành, hành hạnh bố thí, sẽ được chư Phật Bồ Tát Thanh Văn chuyên giác gia hộ, được nhiều của cải, xuyên tu giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả trời người Atula không thể hại được. Trời người nhìn thấy thì cung kính lễ bái, nghe tiếng thì vui mừng, khen ngợi, bảo hộ. Lúc sắp chết, được chư Phật mười phương gia hộ, khen ngợi. Thì nam sẽ được sinh về cõi Phật, an trụ nơi mười địa. Nhờ thấy Phật, chúng sinh ấy vui mừng, sẽ thân được sinh vào cõi Phật, an trụ mười địa, không bao lâu đạt được quả Bồ Đề vô thượng. Thì nam, Đà La Ni này có ai lực công đức như thế? Thì nam, một số chúng sinh gọi ta bà không theo đạo Niết Bàn. Vì sao? Vì tạo 5 tội nghịch hủy bán chánh pháp thánh hiền, phạm 4 giới trọng. Chúng sinh ấy không được sinh vào cõi tịnh nơi mười phương, luôn sinh vào 3 đường ác, chịu nhiều khổ não. Khi ra khỏi 3 đường ác, chúng sinh ấy lại không có nhân của nghiệp thanh tịnh. Nhưng nhờ nơi sức thệ nguyện của Đức Thế Ca, nên họ đều phải cõi ta bà. Một số chúng sinh quá khứ từng có đủ tính căn cho đến tuệ căn, tu bố thí bát nhã, hành hạnh nguyện không thích luân hồi, học đạo Niết Bàn, chuyên tu phạm hạnh, cũng sinh về cõi ấy. Chúng sinh tạo nghiệp ác, thân hình xấu xí, các căn thiếu, tâm ngu muội, mọi vật dụng đều thiếu, mạng sống ngắn ngủi, không có trí tuệ, ngủ nghỉ không an, thiếu căn lành và phước đức, không được toại ý, không có tâm thương yêu, thích làm ác, chấp ác, bàn việc ác, tin học tà pháp, không tin chánh pháp, nhiều bệnh khổ, tâm luôn tán loạn. Tạo nghiệp ác, ba cõi dối trá, vọng tưởng, xấu cho là tốt, không biết nhẫn nhục, thích thô bạo, tạo mượn nghiệp ác, hủy bán tam bảo, hướng tới ba cõi ác. Thì nam, các chúng sinh ấy, nếu lắng tâm nghe Đà La Ni này sẽ chán ghét sinh tử, vượt ba đường ác. Chúng sinh lành nghe Đà La Ni này sẽ tăng tuổi thọ, ít bệnh khổ, tăng trưởng trí tuệ, tài vật không tổn giảm, thêm thiện căn, gần thiện tri thức, hành trọn vẹn nghiệp thiện, thành tựu chánh kiến, đủ mười pháp lành, thích quy tam bảo, phát nguyện lành, thích ở nơi hẻo lánh, siêng dương tam bảo. Nếu chuyên tâm thọ trì đọc tụng Đà La Ni này suốt 7 ngày đêm, sẽ thành tựu vô lượng công đức. Nếu tạo 5 tội nghịch, hủy bán chánh pháp, hiền thánh, phạm 4 giới trọng, thì phải chịu đọa vào quả ác, hết nghiệp đó lại sinh về ta bà, vì tập khí của nghiệp ác chưa hết, nên chịu quả ở đời sau. Nhờ nghe Đà La Ni này, hiện tại thì không được quả tốt, nhưng sẽ đoạn trừ tất cả nghiệp ác của đời sau. Để hết tội, chúng sinh ấy nên chép, lưu truyền chú này. Ta bảy tượng Phật xây chùa, tinh xá cúng dường chư tăng, thường thọ bát quan trai giới, siêng năng nghe pháp, tu hành đúng pháp, kinh tính tam bảo, trừ diệt vô lượng trăm ngàn dạng ức tội báo. Như hiện tại chịu nhiều bệnh, thân tàn tật, đói thiếu vật chất, bà con xa lìa, làm nô bộc cho người, luôn bị đánh mắng, không được tự tại, bị người khinh chê. Thì nam, Đà La Ni này có công đức lớn đối với chúng sinh. Ta lại nói chú. Đức Phật nói chú,
Đát Điệt Tha, Khư Già Ba Lợi Đa, Già Lợi Bà Xoa, Tây Già Bả Lợi, Tỷ Đà Bát La Bà Già Xoa, Xoa Ba Du Kỳ, Bát Đễ Ha Lê, Samana Tứ Ca Thế, Tama Mê Gia Sa Sư, A Xoa Dạ Nan Đê, Xoa Bà Bạc Di, Kỳ Đà Na Sài Sư, Bà Ma A Sà Sư, Bà Ma Dạ La Sà Sư, A Địa Ha Sà Dạ Sà Sư, Tỳ Bát La Bà Sà Sư, Tây Sà Sư, Tây Kỳ Dạ Sà Bà Sà Sư, Bà Lợi La Cù Hí Dạ Sà Sư, Ba Lợi La Cù Hí Dạ A A Bệnh Y, Bệnh Ý Ba Na Cư Thế, Tác Đàn Câu Đế, Tư Bà Bà Na Thế, Tỳ Đa Bát La Tỷ Lợi Đê, Ấu Ba Thi La Ba Na Thê, A Na Sát Địa Dạ Bạc La Xí, Bắc La Yết, Đế Yết, Mê Na, Tam Ca Thái Dạ Thế, Tát Lô Giá Đa Bà Bê, Câu Lô Thái Lê, Ca Ma Tát Thế, A Thế Xà Khư Kỳ, Na Dạ Quân Xà, Tỷ Địa Dạ Bạc Nê, Yết La Na Bạc Nê, Mạc Dạ Xà Sư, Há Lợi Câu Na Bà, Na Dạ Na Mục Xí, Ta La Xoa Câu Lê, Na La Diên, Nõa Thọ Lê, Nhân Đà La, Bà Tát Ni, Ô A, A Bà A, Ha La Bà A, Bà La, A Bà La, Ha La Tát Di Già, Đậu Khứ Kỳ Đề, Na La Niết Bàn Hê, Sa Bà Ha. Thì Nam, Đà La Ni này có công đức và uy lực lớn, trừ mọi nghiệp ác, thương yêu, bảo hộ chúng sinh, dứt hết tội nhiễm, thân tâm thanh tịnh, đủ sức nhớ, chúng sinh nào nghe và thọ trì đúng pháp sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn, Gia Hộ, được trời người bảo hộ, tôn kính, lễ bái cúng dường, lúc sắp chết, sẽ được gặp chư Phật mà quá khứ đã từng xưng niệm, được Phật khen ngợi, thì Nam sẽ được sanh về cõi Phật an trụ mười địa. Nhờ thấy Phật, chúng sinh ấy sẽ vui vẻ, sẽ thân được sinh về cõi trời, về cõi Phật, an trụ nơi mười địa, không bao lâu sẽ đạt quả Bồ Đề vô thượng. Thì Nam, Đà La Ni này có thể diệt nghiệp ác, làm tịnh tâm, chứng Niết Bàn. Thì Nam, hãy thọ trì Đà La Ni này. Đến thế giới Ta Bà, Thầy ta hỏi thăm Đức Thích Ca. Bồ Tát Phiêm Đức Tạng im lặng vâng lời, vô số A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát cùng tưa. Thế Tôn, chúng con cũng muốn đến cõi Ta Bà, đảnh lễ Đức Thích Ca và đại chúng, nghe Đà La Ni Nhật Tạng diệt đồng ác. Từ xưa đến nay, chúng con chưa từng đến thế giới Ta Bà, nay chúng con xuất định để đến đó, xin Phật cho phép. Phật nói, cái thiện em hãy biến thành Na La Diên để đi tới cõi ấy. Các vị Bồ Tát nghe theo lời Đức Phật dạy để biến thành Na La Diên cung kính lạy Phật, đi quanh Phật ba vòng, rồi ra đi. Trong phút chốc, họ đến cõi Ta Bà, tuấn đại bột vạn diêm phù cúng dường Phật, lạy Phật thưa. Thế Tôn, Đức Phật Trí Đức Phong Vương, gửi lời thăm hỏi Như Lai có an ổn, ít bệnh khổ, thuyết pháp không trở ngại chăng? Thưa xong, các Bồ Tát lui ra ngồi qua một bên. Lúc đó, cách 80 hàng hà xa cõi Phật về phương Bắc, có cõi Phổ Thượng Hương, đủ năm trượt. Đức Phật nơi cõi ấy là Đức Hoa Tạng đang giảng pháp cho đại chúng. Đại Bồ Tát Hư Không Tạng đang nghe pháp, chợt nhìn lên hư không, thấy có vô số Bồ Tát từ phương Bắc đi về phương Nam. Ở phương Nam lại có ánh sáng lớn, Bồ Tát liền bạch Phật. Thế Tôn, con xuất định nghe pháp, cho thấy trong hư không có vô số Bồ Tát từ phương Bắc đi về phương Nam. Ở phương Nam lại có ánh sáng lớn, Thế Tôn, vì sao có hiện tượng đó? Phật nói, cách đây 80 hàng hà xa cõi Phật về phương Nam, có cõi Ta Bà, Đức Phật nơi thế giới ấy là Thích Ca, đang giảng pháp ba thừa cho đại chúng, để chánh pháp luôn trụ thế, tam bảo không đoạn, dựng cờ phướng, chánh pháp trừ quân ba. Chư Phật khắp mười phương đã đến đó nói Đà La Ni bảo tràng. Đức Thích Ca vẫn đang giảng bốn trí vô ngại, ba giải thoát cho các chúng Bồ Tát, Thanh Văn. Chúng sinh ở đó từ mặt đất đến hư không, đều lắng tâm, nghe pháp. Ở mười phương, các Bồ Tát trải qua trăm ngàn kiếp tu hành Bồ Tát, mong đạt vị quả một đời thành Phật, 18 pháp bất cộng, trọn vẹn trí vô ngại, không nghe học người khác đều tập hợp về cõi đó. Các Bồ Tát nhập tam muội, tạo lợi ích cho chúng sinh, khiến chúng sinh đủ niệm lực, tu sáu pháp ba la mật, đủ công đức như chúng sinh ở các cõi thanh tịnh khác. Các Bồ Tát lại phóng ra vô số ánh sáng của trăm ngàn phản ức mặt trời,
Các Bồ Tát trong mười phương, người chưa đến đó đều xuất định để đến Ta Bà để gặp Đức Thích Ca và đại chúng để nghe pháp Đạt La Ni trừ nghiệp ác. Thì nam, ông hãy đến cõi Ta Bà. Thì nam, chúng sinh ở cõi ở đó tuổi thọ ít, nhiều bệnh khổ, ít phước trí, không sợ ba cõi ác, luôn bị thiếu thốn vật dụng, nhiều tham dục, làm việc uế tạp, không biết khổ thiện, tạm mượn nghiệp ác, sau khi chết bị đọa vào cõi ác, là sinh về cõi Ca Trá Phú Đơn Na. A Ca Phú Đơn Na chuyên hút tinh khí của trời đất, cỏ cây hoa trái khiến cho người ăn phải hoa trái ấy bị tổn giảm thể lực. Loài quỷ đó lại thường rình cướp mạng sống của chúng sinh từ khi còn ở trong bụng mẹ cho đến lúc trưởng thành. Tỳ nam, ngày xưa khi tu hành đạo Bồ Tát, ta thường phát nguyện siêng năng mạnh mẽ, cúng dường chư Phật tu hành đúng pháp, hỏi các đức Phật về Đà La Ni có thể bảo hộ mạng sống của chúng sinh. Nếu các chúng rồng Dạ Xoa La Sát Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hồ La Dạ Cư Bàn Trà Tỳ Lê Đa Tỳ Xá Xà Phú Đăng Na Ca Đa Phú Đăng Na Omala A Bạc Tư Ma La từ một ngày đến bốn ngày dùng chú ác làm thuốc hoặc dùng thuốc độc hại chúng sinh thì tự chúng đau khổ, không thể hút tinh khí hoặc đoạt mạng sống của đứa bé, làm cho thai nhi luôn an ổn. Đến khi chào đời, lớn lên đều khỏe mạnh, không bệnh, tuổi thọ cao, đủ trí tuệ, làm mười pháp lành, tu bố thí, giữ giới, thọ khổ, sợ khổ ba đường ác. Các Đức Phật lúc đó đã nói cho ta Đà La Ni làm Xà Ma Bùi Đa Tất Trí Mạng Đa La. Ta đã thọ trì, lưu truyền chỗ này suốt vô số ức kiếp, thường giáo hóa chúng sinh, khiến chúng tu tập sáu pháp ba la mật, lại còn bảo vệ người mẹ và đứa con luôn được an ổn. Bằng chú này, trời Omala, Abak Samala, nhân phi nhân Atula chú ác, thuốc độc đều không thể hại hai mẹ con. Đứa bé dễ sinh, các căn đầy đủ, thân thanh tịnh, đoan nghiêm, đủ trí tuệ. Không mất niệm lực, được trăm ngàn vạn ức chư thiên bảo vệ, giúp đạt túc mạng trí, sợ sinh tử, thu thâm từ bi, thích tu sáu pháp ba la mật, thích gần gũi thiện tri thức, dễ đạt trí Phật, đoạn hết khổ não, trọn vẹn trí tuệ, thích ở nơi tịch tỉnh, diệt phiền não, được trời rồng Dạ Xoa quỷ thần cúng dường, chán sinh tử, cầu niết bàn, phát tâm bồ đề vô thượng, ở nơi nào cũng đều không mất tâm bồ đề, sớm đạt tâm mục của Bồ Tát. Nếu khởi tâm bích chi Phật sẽ đạt toàn nhẫn, đời sau thành vị bích chi Phật. Nếu phát tâm thanh văn sẽ đạt toàn nhẫn, bốn đế, không đọa ba đường ác, sinh vào cõi trời người. Thì nam, ngày xưa khi hành đạo Bồ Tát, ta đã dùng mọi cách giáo hóa chúng sinh, khiến chúng an trụ nơi Bồ Đề Chô Thượng. Thì nam, Đà La Ni đó có hai lực và công đức như thế. Thì nam, nếu người mắc bệnh nặng, thì chú nguyện này vào sữa sư tử, rồi cho người bệnh uống, tất sẽ khỏi bệnh. Nếu không có sữa sư tử thì trì chú vào thức ăn cúng người chết, rồi cho người bệnh ăn, bệnh sẽ khỏi. Nếu không có thức ăn đó thì trì chú vào thuốc, rồi cho người bệnh uống sẽ khỏi bệnh. Nếu cây không hoa trái thì trì chú này vào nước mưa, rồi lấy nước đó tưới cây, cây sẽ tươi tốt, ra hoa kết trái. Nếu trời không mưa thì lấy nước ở ao nhơ, đựng trong mai rùa. Chú nguyện đặt vào đó lá cây chim ba ca, sau đấy đặt trong ao trồng, trời sẽ mưa. Nếu trời mưa nhiều loại nhiều hạ mùa màng, thì trì chú và viên ngọc trong đầu rắn A Xà Ca La, đặt viên ngọc vào giữa suối rồng, mưa sẽ tạnh. Nếu mưa gió lạnh nóng, mặt trăng mặt trời sao vận hành thất thường, bốn mùa thay đổi, tai nạn nổi lên, nên thanh tịnh thân tâm, suốt 7 ngày đêm trì tụng chú này, chỉ ăn rau trái, sau đó trì chú vào rau quỳ và trái ma đà na, đặt các thứ trong miếu trời, mọi tai nạn sẽ tiêu trừ. Thì nam, nếu thấy chúng sinh vọng tưởng điên đảo, ta sẽ nói chú này, là cho chúng đoạn trừ vọng tưởng đảo điên, tham dục, tu hành, tu mười pháp lành, phát nguyện lành. Thì nam, ta thường tu sáu pháp ba la mật và khuyên chúng sinh tu tập cho đến đạt bồ đề vô thượng. Thì nam, Đà La Ni này có công đức oai lực lớn, trừ hết mọi bệnh khổ, bảo vệ mẹ con, diệt có sự phiền não, biết rõ bốn đại, năm ấm, mười hai nhập, mười tám giới, đạt niết bàn an ổn, làm cho chúng sinh phát lòng tinh thanh tịnh, nhập các pháp, hàng phục ngoại đạo,
trừ quân ma, làm cho chư thiên hoan hỷ. Gia Xoa, quỷ ác khởi tâm biết đủ. Atula thì kinh sợ, Kalola khẩn la la vui mừng. Ma hồ la già không thể quay lại. Đánh bại tà luận, sát lợi bà la môn, tỳ xá, thủ đà đều vui vẻ, làm cho người nữ ít dâm dục. Người học rộng thì đủ trí nhớ. Người tu thiền, thích nơi nhàn tịnh, trừ diệt mọi cướp đoạt, đói khát, lạnh nóng, bệnh khổ. Chánh pháp được trường tồn, pháp Phật được lưu truyền, tam bảo không bị đoạn diệt, trừ nạn sinh tử, diệt vô minh, đặt gánh khổ xuống, đạt tận trí, vô sinh trí. Đức Phật liền nói chú: Đáng địa ta, Manaswa, Abaswa, Lahyabaswa, Salaswa, Mạc Manaswa, Abaswa, Bạn Đà Swa, Na Trà Swa, Na Trà La Hu, Tỷ Tát Na Sất, Khư Già, Na Trá, A Trá Na Trá, Câu Na Trá, Bị Lợi Cưu Tát La Na Trá, Ca Tỳ Na Trá, Phú Lợi Ca Na Trá, Tước Đát La Na Trá, Ca Tỳ Na Trá, Khư Già, Phạm Kiều Bà, La Na Trá, Phú Sa Ca La Na Trá, Hê Ta Tước Lư Đạt Na La Trá, Ta Ma La Gia Na Trá, Thác La Cưu Tam, Kiều Đát Trá, Đát La, Ma Đố Khư La, Bà Đề, Xúc Xoa, Bà Đế La Thủ, Đầu Bà Na Bà La Thủ, Bà Ha Na Phủ, Trí Tăng Dê Đê, La Sa Bà, A Ma La Sa Bà, Ma Hô La Dạ Sa La, A Kỳ Nổ Bà La, A Kỳ Nổ Xoa, A Bà Ha Ma Lợi Dạ Kỳ Nổ Xoa, Yết Sa, Yết Bà Đô Đậu, Khư Tử Ta Hòa Ha. Lúc Đức Phật nói chú này, có 6 vạn ức người đạt nhận nhu thuận, 60 tầng bà la, người đạt quả Tu La Hoàng, Tư Đa Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì nam, hãy thọ trì chú này, đến thế giới Ta Bà Thưa. Đức Phật đức hoa tạng ở cõi phương, ở cõi phố Thượng Hương, cách đây 80 hằng hà sa cõi Phật về phương Bắc, xin gửi lời thăm hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni. Thế Tôn có ít bệnh, ít buồn. Đệ tử có thích nghe pháp, hành đúng pháp, trừ bốn ma và các rồng ác không? Đức Phật thuyết pháp có dễ dàng không? Sau đó hãy nói chú này để trừ mọi khổ não của chúng sinh, giúp chúng sinh đặt gánh nặng, nằm ấm xuống. Khi ấy đại chúng đều khen: hay thầy Thế Tôn. Trí tuệ của Như Lai tự tại trong các pháp. Từ xưa đến nay chúng con chưa từng được nghe đại lão này sâu xa ấy. Giờ được nghe chúng con nguyện thọ trì. Vì sao? Vì đại lão này, này có vô lượng chư biên công đức. Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật: Thế Tôn, chúng sinh nào sợ sinh tử tất niết bàn, chuyên tâm lễ bái cúng dường Phật Đức Hoa Tạng, thọ trì Đà La Ni này, cho là hy hữu thì sẽ đạt lợi ích lớn, tăng trưởng căn lành. Đức Phật nói: Thiện nam, đúng vậy. Đúng như lời ông nói. Thiện nam, ngày xưa khi tu đạo Bồ Đề, ta từng phát nguyện, khi ta thành tựu Bồ Đề vô thượng, chúng sinh ở mười phương thích hành bố thí, trí tuệ, chí tâm xưng niệm danh hiệu ta, chúng sinh ấy sẽ không bị Atula tổn hại, không bị trực cản trở việc tu sáu pháp ba la mật, tăng trưởng căn lành. Riêng nghiệp ác nặng của quá khứ thì không được trừ. Nếu nguyện này không thành, ta sẽ không chứng đạo. Thì nam, người cầu con, người không thích nhiều con, người mang thai sợ sinh khổ, nếu chí tâm lễ bái cúng dường, niệm danh hiệu ta thì không bị nhân phi nhân tổn hại, không khổ não vì bùa chú thuốc độc, không hề lo sợ. Nếu nguyện không thành, ta sẽ không chứng đạo. Thiện nam, ta luôn nguyện độ sinh, nên chúng sinh cần chuyên tâm xưng danh hiệu ta để diệt khổ ác. Bồ Tát thưa: Hy hữu thay Thế Tôn, ta không thể nghĩ bàn. Con định đến cõi Ta Bà nhưng còn lo ngại vì chúng sinh ở đó xấu ác, ganh ghét, không có tâm từ bi, không biết đền ân, thua bạo, tà chấp. Nếu con đến đó, e không được lợi ích. Phật nói: Thiện nam, không có việc ấy. Người thành tựu bốn tâm vô lượng làm sao bị hại, dù trăm ngàn ức quân ma vẫn không thể gây trở ngại được. Thiện nam, ông đã tu tập bốn tâm vô lượng suốt vô số kiếp, không nên lo sợ. Thiện nam, ta đã trao cho ông đà lấy nơi này, được sinh từ bốn tâm vô lượng, sẽ diệt được pháp ác. Ông hãy thọ trì.
chúng sinh sân hận nghe chú này sẽ khởi tâm từ, nên không sẽ bị mê muội. Đức Phật nói chú, Đa Địa Tha, Hô Hô Tỷ Lợi Ha, Phù Phù La, Yết La, La Bà, La Bà Ha, Ha Trù Gài Trù, Dà Dà Na Xoa, Sà Ma Sà Ma, Mật Đa La, Mật Đa La, Chức Ca La, Bạc Đế Đế Lệ, Đa Dà La Đế Lệ, Đầu Lợi Đa, Dẫn Mỹ, Dẫn Lê Ha, Bạc Hê, Na La Sà Đề, Dạ Bà Na Mật Đê Lê, Ý Đế Mật Đê Lê, Bà Lợi Mật Đê Lê, Thị Khê Mật Đê Lê, Ma Đô La Mật Đê Lê, Khư Già Mật Đê Lê, Tát Đô Xà Mật Đê Lê, Tát Bà Yết Ma Mật Đê Lê, Ma Na Bạc Lợi Đà Mật Đê Lê, Đà Chi Thất Bà La Mật Đê Lê, Ta Hòa Hà. Thì Nam Đà Lê Đế này lại diệt pháp ác, mộng ác. Người tụng chú này nên trì chú vào đầu chiếm bạc, rồi xoa tay lên mặt, tay kẻ ác thấy sẽ khởi tâm hoan hỷ. Rồng, nhà xoa, ca trá phú đơn đa, ngàn vạn quân ma đều không khởi tâm ác, tổn hại. Nếu trì chú vào bình nước, rồi tưới lên tất cả chúng sinh ác, thì chúng sẽ khởi lòng tin không tổn hại. Dùng nước chú tưới vào biển nước bẩn sẽ lên thành nước sạch. Thì anh em hãy thọ trì chú này, rồi đến thế giới Ta Bà. Lúc đó, vô số A Tăng Kỳ, Đại Bồ Tát đều thưa Thế Tôn, chúng con cũng muốn được gặp lễ bái cúng dường Đức Thích Ca và đại chúng, muốn nghe pháp vi diệu kia, xin cho phép chúng con đến thế giới Ta Bà. Thiện Nam, hãy đi, hãy đi. Các vị nên biến thành chuyển luân thánh vương mà đến đó. Nghe lời Phật, các Bồ Tát đều biến thành chuyển luân thánh vương, cúi lại Phật, đi quanh Phật ba vòng, tự tại ra đi. Đến Ta Bà, các Bồ Tát trải một vạn chim phụ, hương chiến đàn, trân châu, anh lạc, cờ phướng, lòng báu, cúng dường Phật và đại chúng. Cúng dường xong, các Bồ Tát đi quanh Phật ba vòng, cúi lại Phật, lui ra ngồi một bên. Kinh Đại Phương Đản Đại Tập, Quyển 37, Phẩm 14, Nhật Tạng, Phần 3, Các Bồ Tát Sứ Giả. Bây giờ, Thế Vua Số A Tăng Kỳ Phạm Thiên, Đế Thích Na La Chiên, Chuyển Luân Thánh Vương, Vua Tần Bà Ta La vui mừng, rời chỗ ngồi, đứng lui qua một bên. Bốn Bồ Tát Sứ Giả và vô số Bồ Tát chắp tay hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng rải tràng hoa chim ba ca cúng dường Phật, nói kệ: Như Lai tuổi tháng trong mọi loài, đem đến ánh sáng cho nơi tối, giảng hạnh xuất thế pháp bình đẳng, ban ấn chánh pháp người hành đạo, diệt trừ trọng độc và bốn ma, đoạn phiền não đời Phật hơn hết, dựng cờ chánh pháp ban giải thoát, đốt đuốc chánh pháp xua màn tối, gần gũi bạn lành, tu tập định, thương yêu chúng sinh, chỉ ruộng phước. Phật pháp tăng bảo rất khó gặp, làm người tinh kính càng khó hơn, không dễ gặp được thiện tri thức, nếu gặp sẽ trừ hết phiền não. Chúng sinh ngu muội phiền não che, nếu sớm đoạn trừ lưới phiền não, chúng sinh chìm trong sông phiền não, Phật dông thiền lớn cứu tất cả. Con xin trao chú chư Phật nói, tùy hỷ tạng pháp của Như Lai. Bồ Tát lại thưa: Thế Tôn, Đức Phật chim ba ca hoa sắc ở cõi vô tận đức, cách đây vô lượng hàng hạ sắc cõi Phật về phương đông, hiện đang giảng pháp cho đại chúng. Sao con đến đây trao Đà La Ni và hỏi thăm Như Lai có khỏe mạnh, an ổn, đệ tử có thích nghe pháp và hành đúng pháp, có thích nơi nhàn tịnh không? Đức Như Lai hủy hoại bốn ma, siêu việt các thánh, chuyển pháp luân vi diệu. Chúng sinh cõi năm ô trược này chưa đoạn được hoặc chướng, không tin thọ pháp Phật. Vì thế, Đức Chim Ba Ca Hoa Sắc nói Đà La Ni pháp hành Nhật Tạng, đoạn cõi rộng ác, tiêu trừ nghiệp ác của chúng sinh. Đà La Ni tên Thuận Nhẫn, có công đức và oai lực lớn, có thể đoạn tham dục nơi ba cõi, trừ mọi tâm kiêu mạn, làm mất thể lực của quân ma, làm cho chư thiên khẩn đó là vui vẻ, Atula, Kalola, Mahula và kinh sợ, làm cho ngoại đạo khởi tâm biết đủ. Đối với sát lợi Bà La Môn thắc phục vào pháp Phật, tỳ xá thì khởi lòng tin, thủ đà tiêu hoan hỷ. Người tu thiền thích nơi nhàn tịnh, diệt mọi việc ác, tranh chấp, đói khát, lạnh nóng, bệnh gỗ, chết oan, giặc cướp, hạn lục, mưa bão, thú dữ, thời tiết thất thường, an ủi chúng sinh đang trôi lăn trong sinh tử, làm cho pháp Phật được an trú ở đời, phát sinh tận trí, vô sinh trí, xua tan vô minh, đặt gánh khổ xuống, làm khô biển khổ. Tức là Bồ Tát đã nói lại chú trên. Nói chú xong,
Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, chú này là của Đức Chim Ba Ca Hoa Sắc Trao. Nghe vậy, Đức Thích Ca khen: lành thay, tất cả chúng sinh ở mười phương và ở cõi Ta Bà cũng đều khen ngợi. Đức Thích Ca bảo Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng: Thì nam, ta không rời bảo tòa như ta thuyết lại Đà La Ni thuận nhẫn này cho đại chúng, không hề sai sót một chữ, một nghĩa. Thì nam, khi ông đến đây, Đức Chim Ba Ca Hoa Sắc đã nói, Đà La Ni này để bảo hộ ông, để ông không còn lo ngại. Đức Phật còn nói Đà La Ni thân thọ hành cho đến Đà La Ni Niết Bàn đạo Nhật Nhãn Ly Hoa. Ông đã nói lại chú đó cho đại chúng. Nghe vậy, Bồ Tát Nhật Hạnh Tạng liền nói lại chú Nhật Nhãn Liên Hoa. Nói chú xong, Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, Đức Chim Ba Ca Hoa Sắc nói, chú này là để bảo hộ con. Đức Thích Ca liền bảo trưởng giả gia, dưỡng lão gia xá: Thì nam, hãy thọ trì Đà La Ni Nhật Nhãn Liên Hoa này. Vì sao? Vì Phật ra đời là việc hy hữu, được nghe Đà La Ni này cũng không dễ. Thì nam, đức của Phật, đệ tử Phật, A-la-hán, núi chúa Tu Di, dài biển cả có thể nói được, nhưng đức của Đà-la-ni này không chỉ một kiếp, mà trăm ngàn kiếp vẫn không sao nói hết. Đà-la-ni này sâu xa như thế, ông hãy chuyên tâm thọ trì, giảng thuyết cho bốn chúng. Chúng sinh nơi thế giới Ta Bà nghe chú này, trừ diệt tất cả tham dục trong ba cõi, đạt trí lậu tận, chứng pháp lạc Niết Bàn. Bây giờ Bồ Tát hương tượng là nói kệ tán thán Phật. Chỉ Phật an tọa cội Bồ Đề, diệt trừ tất cả các loại ma, riêng đạt Bồ Đề Pháp vô thượng, tỏ biết hết thảy tánh chúng sinh, Phật phóng hào quang ngăn ngoại đạo, như ánh mặt trời che lửa lớn, Tam Bảo chánh Pháp được trường tồn, tu tập để độ mọi chúng sinh, cầu đạt Pháp lành và giác ngộ, cúng dường cho Phật siêng tu hành, cam lộ Phật túi mọi chúng sinh. Chỉ dạy Bồ Đề hành thù thắng, độ thoát chúng sinh không sinh tử, dứt hết lậu hoặc và phiền não, đưa chúng sinh đến thành tịch tỉnh, Như Lai vào đời như thú tiên. Trừ mọi bệnh khổ của chúng sinh, Thế Tôn trao lại Đà La Ni, cùng lời thăm hỏi Đức Mâu Ni, trí tuệ từ bi Phật tất cả. Nói kệ xong, Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, Đức Phật Sơn Đế Thích Vương cõi các Sa Tràng, cách đây chưa số hàng hà sa cõi nước về phương Nam, hiện đang thuyết pháp cho đại chúng. Đức Phật sai con trao lại Đà La Ni và gửi lời thăm Đức Thế Tôn. Như Lai có khỏe mạnh, an ổn, đệ tử không hoạn nạn, thích nghe pháp, tu hành đúng pháp, thích nơi tịch tịnh, an toàn theo chánh định không? Như Lai trừ quân ma, rộng ác, chuyển xe pháp thanh tịnh không ngại. Song chúng sinh ở đây chưa trừ hết hoặc chướng, không thọ học pháp. Vì thế, Đức Sơn Vương trao Đà La Ni không thuận nhẫn để trừ quân ma, rộng ác, nghiệp ác. Đà La Ni này có công đức và oai lực lớn, có thể trừ dứt mọi tham dục của ba cõi, các tâm kiêu mạn đặt gánh khổ xuống. Bồ Tát hướng tượng liền nói Đà La Ni không thuận nhẫn. Nói chú xong, Bồ Tát thưa: Thế Tôn, Đà La Ni này là của Đức Phật Sơn Vương, sao con mang đến đây? Đức Thích Ca hoan hỷ khen: Hay thay, hay thay. Đại chúng cõi ta nghe chú này cũng rất vui mừng, khen lại việc hư hữu. Đức Thích Ca lại bảo Bồ Tát hương tượng: Thì nam, ta không đợi bảo tòa, ngay bây giờ ta nói lại chú không thuận nhẫn cho đại chúng, không hề sai sót một chữ hoặc một nghĩa. Thì nam, ông đến đây, Đức Sơn Vương đã nói Đà La Ni vô tận căn để bảo vệ ông. Ông hãy nói đi. Vì sao? Vì trừ mọi thọ hành, đạt trí nhất thiết bình đẳng, diệt bốn ma, khiến chánh pháp và tam bảo không đoạn. Bồ Tát hương tượng thưa: Thế Tôn, con sẽ nói. Bồ Tát liền nói Đà La Ni vô tận căn đại thọ ký. Nói chú xong, Bồ Tát thưa: Thế Tôn, chú này được Đức Sơn Phương nói ra để bảo hộ con. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni bảo Tôn giả Kiều Trần Như: Ông hãy thọ trì đọc tụng chú này. Này Tôn giả Kiều Trần Như, gặp Phật ra đời là việc rất khó, nghe được Đà La Ni này lại khó hơn. Thì nam, Phật A-la-hán có thể trải qua trăm ngàn kiếp biết được tâm tánh của chúng sinh ba đời, nhưng dù trải qua ngần ấy kiếp, vẫn không thể nói hết công đức của Đà La Ni đó. Kiều Trần Như, hãy thọ trì và giảng nói cho bốn chúng. Chúng sinh nào nghe được chú này sẽ trừ hết nghiệp ác,
đạt bốn biện tài của Ngài, thích giảng giải, đạt thân thù thắng trong ba cõi. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Viêm Đức Tạng chắp tay hướng về Đức Thích Ca nói kệ, chúng sinh trôi trong biển sáu cõi, trí Phật tựa thuyền cứu mình người, sáu căn trói buộc không lưới ma, Phật hiện đó đời thuyết đạo thật. Người trí có thể bỏ sáu nhà, Phật giảng chánh pháp trừ hiểm nạn, đạt sáu thần thông các tá muội, Thế Tôn hiền thánh nói lời thật, cờ trói chúng sinh kẻ luân hồi. Chúng con thành tâm nghe chánh pháp, Như Lai dạy con đến cõi này. Ngưỡng mong Thế Tôn nghe con nói. Nói kệ xong, Bồ Tát Viêm Đức Tạng bạch Phật. Thế Tôn, Đức Phật Tri Đức Phong Vương, ở cõi kiên cố tràng cách đây 42 hàng hà xa cõi Phật về phương Tây, hiện đang thuyết pháp cho đại chúng. Ngài sẽ còn đến đây Trao Đà La Ni và thăm hỏi Đức Như Lai. Như Lai có an ổn khỏe mạnh, các đệ tử không hoạn nạn, có thích nghe pháp, tu hành đúng pháp, có thích ở nơi vắng vẻ không? Như Lai trừ quân ma, diệt các rồng độc, hiệu chánh pháp với diệu thù thắng không chướng ngại. Chúng sinh ở đây chưa đoạn hết hoặc chướng, không tùy thuận tu hành đúng pháp. Vì thế, Đức Trí, Đức Phong Vương Trao Đà La Ni thuận vô nguyện. Đà La Ni này có công đức và oai đức lớn, có thể đoạn hết tham dục ba cõi, trừ các tâm kiêu mạn, sẽ tăng lối vô minh, đặt gánh khổ xuống. Bồ Tát Viêm Đức Tạng liền nói lại Đà La Ni thuận vô nguyện. Chú như Phật đã nói. Nói chú xong, Bồ Tát thưa, Thế Tôn Đức Phật Trí Đức Phong Vương Trao Đà La Ni này lên Thế Tôn. Nghe vậy, Đức Thế Ca và tất cả đại chúng cõi Ta Bà đều khen ngợi. Hy hữu thầy, hy hữu thầy. Đức Thế Ca bảo Bồ Tát Viêm Đức Tạng, thiện nam, ta không đợi bảo tòa, nhưng sẽ nói lại Đà La Ni thuận vô nguyện cho đại chúng không hề sai sót một chữ, một nghĩa. Thiện nam, khi ông đến đây, Đức Trí Đức Phong Vương còn nói Đà La Ni y chỉ trí tuệ cho ông. Ông hề nói lại cho đại chúng, chúng sinh nào nghe được chú đó sẽ trừ bỏ mọi kết xử thượng trung hạ, phiền não, nhiễm dục, đoạn được khổ sinh tử trong hằng hà sa kiếp, diệt hết mọi nghiệp ác, hành trì trọn vẹn các căn lành. Bồ Tát thưa Thế Tôn, đúng thế, đúng thế, con sẽ nói. Bồ Tát liền nói lại Đà La Ni ý chỉ trí tuệ, như Phật đã nói ở trên. Nói xong chú, Bồ Tát thưa, Thế Tôn, đó là Đà La Ni của Phật Trí Đức Phong Vương nói. Nghe vậy, Đức Thế Ca bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông hãy thọ trì Đà La Ni này. Vì sao? Việc gặp Phật ra đời là việc khó, nghe được Đà La Ni này lại khó hơn. Xá Lợi Phất, Phật A-La-Hán có thể trải qua trăm ngàn kiếp, biết được số bụi trong bốn thiên hạ, nhưng dù trải qua trăm ngàn kiếp vẫn không thể nói hết đức của Đà La Ni này. Đà La Ni này sâu xa như thế, ông hãy thọ trì và giảng lại cho bốn chúng. Chúng sinh nào được nghe được Đà La Ni ấy sẽ trừ bỏ bớt tham dục phiền não của ba cõi, đoạn nghiệp vô gián và khổ sinh tử trong hằng hà sa kiếp, rồi hết nghiệp tạo ra do người nữ, dứt hết lậu hoặc, đạt đạo niết bàn. Khi ấy, Đại Bồ Tát Hư Không Tạng chắp tay hướng về Phật Thế Ca nói kệ, Như Lai thật sự biết pháp giới, chỉ đạo chân chánh cho mọi loài, nếu ai phát khởi lòng tin thật, sẽ được thoát khỏi ba đường ác. Cúng dường Thế Tôn một hoa hương, trải vô số kiếp hưởng an lạc, cũng gần ấy kiếp thân trọn vẹn, đạt trí chân thật, trí vô thượng. Nếu ai nghe được tổng trì này, sẽ dứt tất cả mọi phiền não, hết thảy trời người đều cúng dường, đạt trí vô sinh và tận trí. Phật Hoa Đức Tạng đủ công đức, sao con đến đây thăm Thế Tôn? Nói kệ xong, Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật Thế Tôn, Như Lai Đức Hoa Tạng ở cõi nhất thiết hương thượng, cách đây 80 hàng hạ xa cõi Phật về phương Bắc, hiện đang thuyết pháp cho đại chúng. Đức Như Lai sai con đến Trao Đà La Ni và hỏi thăm và thăm hỏi Thế Tôn. Thế Tôn, ở đây hàng phục quân ma rộng độc chuyển xe pháp vi diệu vô ngại, nhưng chúng sinh ở đây sâu ác, không tùy thuận tu hành theo pháp Phật. Vì thế, Đức Hoa Tạng đã nói Đà La Ni Sa Ma Bùi Đa Tất Trí Na Lợi. Đà La Ni này có công đức và oai đức oai lực lớn, làm cho chúng sinh được an ổn, trừ mọi bệnh khổ, diệt hết phiền não, ấm giới nhập, biết rõ tất cả pháp, thì hiện nhiều phương tiện làm thanh tịnh đạo niết bàn, làm cho chúng sinh an lạc.
Nhập tất cả pháp môn không ngại hàng phục ngoại đạo, đưa chúng sinh vào pháp Phật bằng chánh pháp, trừ hết quân ma. Làm cho ngoại đạo quân ma không còn thế lực, trừ người được vui vẻ, giả xoa thì biết đủ, Atula thì kinh sợ, cho cánh vàng bị hủy hoại, Khẩn Na La thì vui mừng, Ma Hồ La Già thì không dám ngoảnh lại, ngoại đạo thì đối lý không sao đối đáp, xét lời thì hoan hỷ, Bà La Môn thì tin pháp Phật, Tỳ Xá Thủ Đà được yên lành, người nữ không thích dâm dục, người mẹ và thai nhi được an ổn, người học rộng thì nhớ kỹ, người tu thiền thì tích nơi thanh vắng, diệt hết mọi tai nạn, tranh chấp đói khát, bệnh dịch, dục thù trong giặc ngoài, lạnh nóng thất thường, đói khổ hiện hiện chánh pháp, xây dựng pháp Phật, hưng thịnh tam bảo, an ủi chúng sinh trong sinh tử, đạt tận trí và vô sinh trí, xua tan màn vô minh tâm tối, đặt gánh khổ xuống. Bồ Tát liền nói lại Đà La Ni Sa Ma Bùi Đa Tất Trí Na. Nói chú xong, Bồ Tát thưa Phật, Thế Tôn, Phật Đức Hoa Tạng sao con trao Đà La Ni có a lực và công đức lớn này. Nghe vậy Đức Thích Ca và đại chúng cõi Ta Bà đều khen ngợi, hy hữu thay. Đức Thích Ca bảo Bồ Tát hư không tạng, Thì Nam, ta không đời bảo tòa, nhưng nói lại Đà La Ni cho đại chúng không hề sai sót một chữ một nghĩa. Thì Nam, lúc ông đến đây, Phật Đức Hoa Tạng đã nói, Đà La Ni đã bảo hộ ông. Đà La Ni đó làm cho kẻ khởi lòng hoan hỷ, kẻ không tin thì bị hôn mê. Đà La Ni đó được hình thành từ bốn hạnh vô lượng của Phật. Ông hãy nói lại Đà La Ni ấy cho đại chúng. Nghe lời Phật, Bồ Tát Hư Không Tạng liền nói Đà La Ni. Nói chỗ này xong, tất cả đồng ác Dạ Xoa, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Tỳ Ly Đa, Tỳ Xá Xà, Phú Đô Na, Ca Trá Phú Đô Na ác, đều trở về cõi mình và đều ngủ mê, riêng bậc đạt nhẫn không thoái chuyển, thì không như vậy. Người độc ác, thô bạo, không từ bi, luôn thù hận, hủy bán thánh hiền, thích làm ác, nghe chỗ này sẽ bị hôn mê. Người có lòng tin, đủ tâm từ bi, không tranh chấp, không có nhiễm, đủ tâm pháp chuyên từ, sợ khổ nơi ba đường ác, cung kính tam bảo, đủ tâm niệm pháp. Tịch tỉnh, nghe Đà La Ni này sẽ luôn an ổn, trụ trong tâm đó. Bồ Tát Hư Không Tạng bạch Phật, Thế Tôn lúc con muốn đến đây. Đức Phật Đức Hoa Tạng đã nói Đà La Ni đó để với con, để bảo hộ con. Đức Phật Thích Ca bạch Tôn Giả một kiện liên. Ông hãy thọ trì Đà La Ni này, một kiện liên được gặp Phật. Ra đời là việc rất khó. Được nghe Đà La Ni này còn khó hơn. Vì sao? Vì Đà La Ni này có từ bốn hành thanh tịnh, một kiền liên dù trải qua trăm ngàn kiếp, Như Lai không làm việc gì khác, chỉ nói nghĩa của Đà La Ni này, thì tất cả Bồ Tát, trời người đều không thể biết. Đà La Ni này, sâu xa, có ai lực công đức lớn như vậy, làm cho chúng sinh sớm viên mãn đạo quả Bồ Đề Chô Thượng, trọn vẹn đạo từ bi, giáo hóa chúng sinh. Vì thế, một liên, ông hãy thọ trì và giải thuyết cho bốn chúng nghe Đà La Ni này, chúng sinh sẽ được công đức. Kẻ sân hận lẽ ra phải chịu quả báo ở đời sau, nhưng nhờ nghe Đà La Ni này, nó không phải chịu quả báo. Biết rõ tội lỗi của sinh tử, tu tập căn lành, đạt phước đức lớn, gần quỷ cúng dường thiện tri thức, sớm đạt quả Bồ Đề Chô Thượng. Một kiền liên, Đà La Ni này có thể đốt lên ngọn đèn chánh pháp, làm hưng thịnh tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này, hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.